Ok nha, xin chào anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình nhá. Mình là Thành AZ đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Legend of Dino nha. Và nếu anh em nào thích video này hay là cho mình một like nhé, một comment và một chia sẻ nhá, nó sẽ là động lực rất là lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa nhé. Bắt đầu thôi. Hôm qua mình vẫn cay, mình không lấy được con Dino ở đây anh em ạ. Má, khó chịu thật sự luôn. Chúng ta có một ít, con tổng khoảng hơn 2.000 năm, lại có khoảng 2.000 game, được tặng 2.000 game ở đâu đó. Quá đỉnh luôn. Dã man luôn. Ảo ma thật luôn. Ảo ma Canada, và chúng ta có nên đã bốc thăm thêm một bé nữa không? Xác suất nó sẽ cao hơn đấy anh em ạ. Còn 10 giờ nữa. Bốc. Game chỉ để mở thú anh em ạ. Cái lồng gì đây? Thằng nó 4 sao, được con 4 sao này. Được một con 4 sao anh em ạ. Con Spino Zero bóng tối luôn. Vãi cả lồng. Cuối cùng là mở cũng không được con gì gọi là Spino Zero bóng tối. Nó thuộc cái loại 4 sao. 4 sao là 35,5%. Spino Zero bóng tối á. Đây, con này đây anh em. Tiến hóa đây. Đấy, để đến muốn tiến hóa thì chính là con khủng long này. Spino Zero ánh sáng, ok boy. Quỳ ở đấy, thật sự là quỳ. Quỳ với cái game củ chuối ở đấy. Anh chấp nhận lời mời của em đi. Điểm danh phát để lấy 5 cái đá nước cái. Đáng lẽ nên để dành tiền ấy. Nên để dành tiền để mà mua đồ, để mà mua các item hàng ngày ấy, đúng hơn. Để một con 2 sao. Nó chỉ đến thế thôi. Cũng không khó lắm. Khó mà được 5 sao lắm. 5 sao thì mình cũng gọi là đủ rồi. Mình cũng không cần quá nhiều nữa. Có thì lấy thêm thôi. Không có thì phải chấp nhận thôi anh em. Thức ăn này. Đá tiến hóa. Đá nước. Đá bóng tối. Mấy game rồi. Còn game đâu. Thức ăn khủng long 1.000. Đá lửa này anh em. Vãi cả lồng. Hết mấy game rồi. Cuộc đời hết game rồi. Làm nào ơi. Nào lấy game đây. Bó tay chấm cơm luôn. Rồi. Tiến hóa là không nhỉ. Tiến hóa bạn ơi. Cương hóa được không? Ui còn lâu mới đủ đá anh em ạ. Còn lâu mới đủ cái viên thể lực. Đấy. Cái thức ăn mà không có này. Thức ăn đều là không có. Không lên được. Level up ấy. Lên được 24 rồi. Thức ăn đang làm cái thứ gì đó rất là bựa đây. Cửa hàng đấu trường. Đấu trường đánh cả nhiều sẽ có thể mua đá lửa anh em ạ. Hoặc mua viên cường hóa ha. Ủa anh em cứ đánh đấu nhiều đấu trường vào cho tôi. Anh em đánh nhiều đấu trường, đánh cả nhiều tốt sẽ cây cầy đá lửa cho anh em nhá. 20, 20 và 40. Ui. Tìm này phải đấm chết. Đấm trong vòng một nốt nhạc anh em nhá. Còn giờ con level 20 rồi anh em. Chúng ta sẽ cố gắng giết nó. Tấn công. Mình cũng tấn công mà. Tất cả đều con mình đều là tấn công hết. Tấn công và tấn công thôi. Thế còn level, con level 20 nữa kìa. Pháo nước anh em, ok. Nó có 5 điểm nhá. Rất dễ là phản công ấy. Hợp lý chưa? Gọi là hợp lý chưa anh em? Nó có 4 điểm à? Nó có 4 điểm thì mình sẽ hồi công. Phát sao mình phải dùng phản công nha anh em. Phát sao dùng phản công rồi đẹp. Đấy, thấy chưa? Thấy gì chưa? Thấy gì chưa? Thấy gì chưa? Thấy gì chưa? Mình chỉ cần phản công thôi là đủ, mình đủ thắng rồi. Mấy con này nó cùi mà. Tăng tốc lên anh em ơi, dùng luôn pháo nước này. Pháo nước này level 40 thì cũng đấm chết luôn. Ảo chưa? Anh em thấy cái ảo không? Lên hai cái này lên. Thôi không cần. Tôi phải đi map nữa chứ nhỉ? Tôi phải đi map, nhưng mà cái này nó sẽ nhận cho chúng ta khủng trứng khủng long này, cũng như là thức ăn này. Rất là tốt luôn. Ý là đánh cái này hay hơn đấy nhỉ? Không biết được, nói chung là nó cũng tùy anh em ạ. Nó cũng gọi là tùy ABC các kiểu thôi. Không
Nói chung là không dễ, không dễ để chúng ta có thể được nhá. Nào đây anh em ơi, thảo đánh đéo béo đâu, bị ngáo à, bị ngáo cưng. Đây này, bây giờ mới đánh này nhá. Cái đánh này khá là hay anh em ạ, thật sự là cái này khá là ok, thật sự khá là ok. Hút đầu, nó sẽ để phản công à, khôn nhỉ, khôn. Cùng phản công thôi, cho cùng phản công thôi cưng, hết phản công cho em, làm méo thì còn phản công nữa, làm cái nồi thì có phản công nữa ở đây. Cuối cùng level 37, team này mình cũng đấm được, nói chung là cũng không có gì khó cả. Phát sau nó sẽ phản công ấy nhá, kiểu gì nó sẽ phản công cho mà xem. Đánh ngu lắm cưng ơi, tao không bao giờ dùng hai chiêu cùng một lần đâu nhé, ngáo cần thật sự luôn. Ôi chưa, cho mình dùng phản công. Oh my god, mày bị ngáo à hả? Mày ngáo này, khỏe chưa anh em? Là đỉnh của job luôn. Oh my god, rồi chúng ta xong rồi, xác nhận luôn. Thắng này, bắt khủng long này, trứng này. Theo ra sẽ có thêm 50 điểm nữa. Thánh này đang đỉnh anh em ạ, đang đỉnh của chop. Mình cũng phải dồn cho cái con này luôn nhỉ. Con này nó có 2 skill rồi, nên nó khá khỏe. Ô, cái này như có thể trang bị thêm cái gì đó, găng tay, găng thủng thứ. Không có đâu. Tân thủ. Skin. Skin đẹp hơn này. Được khủng long đại diện này. Oh, nice. Thấy nhà thám hiểm và thành EZB. Con này mấy con này cũng khỏe nhưng mà vấn đề là chưa tiến hóa được. Đấu trường tiếp rồi anh em. Cái này rảnh rảnh ngồi cày tuyệt vời đấy. Phải không? Họ ui. Con này level 49 đấy anh em ạ. Con này khỏe này. Con chim này. Con chim ngay lúc đầu luôn này. Linh hồn. Theo vẫn là chưa tấn công thôi anh em ạ. Quá muộn rồi bạn ơi. Mình đã giết là con mạnh nhất của nó rồi đấy anh em. Còn mấy con này thì nó lại quá đơn giản đối với mình ha. Nó phản công này. Anh em tin nó phản công không? Tôi đoán 100% nó sẽ phản công. Phản công em. Phòng thủ rồi. Khôn lắm. Đang rất là khôn. Rất chi là Khôn này. Khôn với tao này. Rồi, nó cũng gọi là random lắm anh em ạ. Nó cũng không phải là đơn giản. Phản công không? Phản công lúc đầu chắc chắn là nó sẽ không phải phản công lúc đầu anh em nhé. Nghiền mày đi nhỉ. Glissdazir. Ui xôi ôi. Một đống thứ này. Khỏe quá anh em. Trước này nó càng đánh khỏe luôn. Đánh cái này để lấy cái cửa hàng đấu trường anh em. Để lấy các item trong cửa hàng đấu trường, tội gì đúng không? Phòng ngự phản công kết hợp. Con thủ này cái gì? Really? Phải chấn phòng thủ làm gì vậy? Không hiểu. Nhiều khi nó cũng khá là buồn cười anh em ạ. Có lẽ bây giờ sẽ phản công là quá hợp lý luôn. Dạ. Vãi lồng. Chơi theo cái kiểu là Alonso thế thì chịu rồi. Nó lừa để nó đấm phát anh em ơi. Pháo nước à. Công nhẹ thôi. Tôi công nhẹ thôi cứng.
Từ từ, cứ bình tĩnh, nó sẽ tấn công bây giờ đây anh em ạ. Chứ mà ơi, thủ tấn công mạnh đi, chết luôn. Hợp lý à. Pháo nước luôn anh em ơi, con này phải giết giết thật nhanh. Pháo nước không ăn thua với hệ lá luôn ạ, à. Khắc chế anh em ơi, mình khắc hệ anh em ạ. Cày nhỉ. Con này không phản công à, không biết không thích chơi phản công à. Ôi quý méo. Thắng toàn thắng anh em ạ, lên level 8 luôn. Thôi rồi luôn. Ảo ma thật sự luôn. Mà nó khỏe dã man. Đây à. Con này tiến hóa được không bạn ơi? 142 ha. Con này sắp tiến hóa lên được này. À, mình cho tiến hóa lên luôn đi. Mình còn thiếu cái gì? Mình còn thiếu 7 viên đá lửa với 20 cái viên này. Ok chưa? Con này ưu tiên là phải tiến hóa anh em nhé. Mỗi con level 2 ha. Đá lửa 35. Bán méo rồi. Xong rồi. Xong rồi anh em ạ. Show out. Đồ mới. Ở đây dưới đồ mới đây. Đá lửa rất là nhiều anh em ơi. Một ngày mình quá mình cày để mình mua cái đá cường hóa với đá lửa các thứ ở đây này. Chắc chắn là sẽ rất là cần về sau này. Sau này kiểu gì cũng là cần. Ôi, đá lửa lắm thế. Ôi mẹ, đá lửa full mà. Đá lửa full rồi anh em. Đá lửa được rồi đấy. Ui 32-30. Bây giờ thiếu khoảng mấy chục viên ấy nữa thôi. Mấy chục viên thuốc nữa thôi là ngon rồi. Cứ cày cái đấu trường này nhiều nhiều à anh em ạ. Là chúng ta sẽ lại nhận thưởng cái gì đây. Một cái hòm DNA này. Ổn áp phết chứ nhỉ. Đùa. Ơ, chưa nhận lấy à. Cái gì ấy. Level 9 được 3 cái. Thêm con này thì đánh cái gì. Vấn đề là chúng ta lấy cái điểm gì. Thêm được game này. Mình thấy game hiện tại vẫn chưa có tác dụng gì nhiều. Là ngoài mở thú rồi. Cũng chưa có cái tác dụng gì quá nhiều cả. Thật. Thật sự luôn. Vé đổi một cái hộp DNA Trilas Spinaka. Quay đẹp nhỉ. Nhưng mình còn có đấy ADN để lên đấy à. Ờ ADN như để tiến hóa sao phải không. Cường hóa này. ADN để làm méo gì nhỉ. Không biết. Không biết cái ADN để làm gì luôn. Con này cũng có thể tiến hóa được anh em ạ, đá nước rất là nhiều nha. Chỉ số kỹ năng. Con này hiện tại lên level 70 bây giờ hiện tại mình cấm kiếm kiếm thức ăn anh em ạ. Kiếm thức ăn rất là nhiều luôn. Cường hóa cho nó lên. Cái kiểu để tiến hóa anh em ạ, cái ADN để tiến hóa kiểu kiểu dạng như vậy thì phải. Tôi nhớ như thế. Game hay nhá. Game này đánh cực kỳ là đã tay luôn. Rồi, và chúng ta sẽ kêu nhé.